Chào các bạn. Hôm nay Thanh Thúy vừa được tặng một món quà rất là thú vị. Đó là một cây bút biết nói. Có một cái nút ở chỗ này. Thì cái nút này là chúng ta chỉ cần bấm một cái là nó sẽ phát ra âm thanh. Bây giờ cầm tay làm thử nha. Chào mừng các bé đã đến với cùng ớt con học toán. Tớ là số 3. Số 4 là Minh. Chấm tới đâu là nó nói tới đó các bạn ơi. Làm quen với số. Làm quen với đếm. Số chẵn, số lẻ. Nó có cái file âm thanh. Khi mà mình thu thì nó sẽ thu luôn. Là nó cái gì dài thiệt dài. Cái bút nó có thông minh mà nó nhớ không? Nó cái gì dài thiệt dài. Rồi mẹ nói nha. Bắt đầu thủ âm. Mẹ yêu thiên phú nhất trên đời. Còn thiên phú thì sao? Chơi và lại vừa học. Cái món quà này được tặng thì Thúy rất là thích. Bởi vì cái vô cùng luôn. Nó có tên là bút biết nói Mr. Bubino. Nãy giờ thì chúng ta đang nói chuyện với nó bằng tiếng Việt. Bây giờ mình thử coi là nói bằng tiếng Anh thì có hiểu không nha. Đọc tiếng Anh mà giờ nó chuyển sang tiếng Việt vậy? Cũng đọc được. Các bạn ơi, rất là thú vị luôn. Nghĩa là khi mình chống vô trong này chỉ một lần thì nó sẽ ra tiếng Anh. Còn mình chống hai lần liên tiếp thì nó sẽ ra chữ tiếng Việt. Và nó có rất là nhiều luôn. Đây là thể loại dành cho những cái chiếc xe nè, phương tiện di chuyển của chúng ta. Rau củ quả ha. Mỗi một cái tờ nó sẽ là một cái gì đó, những cái vật dụng gì đó trong cuộc sống của mình. Đây á là một cái xấp giấy được để sẵn như trong đây nè. Người ta ghi trong đây là tranh treo tường bách khoa toàn thư cho bé. Bạn có thể để trên một cái góc tường của nhà mình để mà cứ bé đang đi tới đâu thì mình cũng đều cầm được cái cây bút này cho bé chơi và bé chấm được hết. Ủa lại đi chữ O à, chấm chữ khác thôi. Hồi chắc rất luôn á. Bạo lực quá. Nhẹ nhàng thôi. Đây là cây bút biết nói đó. Các bạn ơi, nếu như các bạn cảm thấy là cái món quà này của Thanh Thúy cũng rất là cần thiết với các bạn thì các bạn có thể tìm mua ở số hotline 0375164498 hoặc là tìm mua ở quận toàn web bé học giỏi tiếng anh.com. Mua web là nó bình dân và dân tốc bình dân bé học giỏi tiếng anh.com. Ok. Còn bây giờ thì xin chào và chúc cho tất cả mọi người sẽ có được những em bé học giỏi tiếng Anh và thật là thông minh ngoan ngoãn. Xin chào.